Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube truyện bộ audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 536 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 536 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ trong tiểu lộ, Hoa Vi Vi đỡ đoạn thiên tường đi xa đã khiến cho đám người không ngừng xôn xao. Nhìn người đàn ông đó kìa, Người đó là Đoạn Thiên Tường sao? Thật sự là ông ta sao? Trời ạ, à, người này đã biến mất hơn 10 năm, không ngờ hôm nay lại có thể xuất hiện tại nơi này. Không phải nói ông ta đã chết rồi sao? Ông ta có thể không chết, nhưng quả thật là trốn đủ kỹ, bởi vì Ngũ Vương Băng Nguyên đã tốn hơn 10 năm cũng không thể tìm ra ông ta. Nhưng đến cùng thì vì sao người này lại bị Ngũ Vương Băng Nguyên truy đuổi chứ? ngũ phương bằng nguyên cho rằng hắn ta có ý đồ sát hại trường môn cho nên đã bị hoa thiên hải truy lùng chuyện gì đã xảy ra vậy không hiểu tại sao đoạn thiên tường lại ám sát hoa thiên hải tôi nhớ rằng hình như trước đó hai người này rất thân nhau thì phải cũng không biết nữa có lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác đám đông không ngừng xôn xao bàn tán sắc mặt của hoa thiên hải đã khó coi tới cực điểm toàn thân run lên Nhất đạo chân nhân, lương thành chủ cùng các môn chủ khác thấy được cảnh này thì trong lòng cũng đã tin chắc những gì Hoa Vi Vi nói. Hoa Thiên Hải đã lâu không gặp, bất ngờ không, tôi còn chưa có chết. Đoạn thiên tường được Hoa Vi Vi nâng đỡ mà bước tới, diễu cợt nhìn Hoa Thiên Hải. Tặc tử, người ám sát ta không thành công, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? <laughs> Quả nhiên, điêu dân to gàm hoa thiên hải la lên lập tức muốn ra tay động thủ nhưng phan lâm đã nhanh tay lẹ mắt lập tức ngăn cản lại thế nào hoa thiên hải chẳng lẽ ông vẫn muốn giết người diệt khẩu hay sao đồng thời anh cũng xoay người lại về phía đoạn thiên tường hô to đoạn thiên tường hãy nói ra hết tất cả những gì ông phải chịu đựng để cho thế nhân đều biết được bộ mặt thật xấu xa của kẻ tên hoa thiên hải kia kỳ thật Hoa tiểu thư trước đó đã nói hết bài tám phần rồi. Tôi cũng không còn gì để nói thêm nữa. Nhưng tôi vẫn có tư cách là nhân chứng. Đứng ở nơi này, tôi sẽ không lựa chọn im lặng. Đoạn thiên tường nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ngũ vương băng nguyên là do tôi cùng với kẻ này tạo nên. Nó có được như ngày hôm nay là do tôi cùng với Hoa Thiên Hải đồng lòng chung sức. Nhưng mà Hoa Thiên Hải lại chỉ là kẻ cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng vinh hoa phú quý. Ngay khi ngũ vương băng nguyên thăng cấp thành thế lực siêu bá chủ, thì hắn liền ngấm ngầm hạ độc thủ gian ô với phu nhân của tôi, khiến tôi lâm vào trạng thái điên cuồng. Đồng thời, sau lưng đánh lén muốn sát hại tôi. Nếu không phải tôi số lớn mệnh lớn, thì làm sao có thể tồn tại ở nơi này? Tôi biết, chư vị có lẽ sẽ không tin tưởng lời của tôi nói, nhưng tôi có chứng cứ, các vị có thể nhìn xem chứng cứ ở đằng kia thì sẽ rõ mọi chuyện chứng cứ mà tôi có kỳ thực rất đơn giản đó chính là lưu ly bảo y trên người của hoa tiểu thư lưu ly bảo y này vốn dĩ là bảo bối của vợ tôi nhưng sau khi bị hoa thiên hải sát hại hắn đã đem lưu ly bảo y này truyền lại cho con gái của hắn là hoa tiểu thư đây đây là bằng chứng xác thực nhất hoa thiên hải ngươi còn gì để nói nữa không đoạn thiên tường đắc ý lớn giọng Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, nhất thời toàn trường xôn xao một mảng Hoa Thiên Hải lạnh người, bờ môi run run tím tái, trong mắt đã toàn là sợ hãi, cùng vẫn nổ hiện rõ. Hoa Thiên Hải, chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn còn không chịu thừa nhận hay sao? Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt hỏi lại. Trường môn, đó có phải là sự thực không? Hoa Minh Chủ, mong ngài hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, hãy mau cho chúng tôi một lời giải thích lời của người kia rốt cuộc là thật hay giả vậy? Đám đông nhao nhao lên tiếng, từng người từng người một trong mắt đều là phẫn nộ cùng thống hận không cam lòng. Tôi không có gì để nói hết. Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc nói. Một núi không thể chứa hai hổ, ngũ phương băng nguyên chỉ có thể có một trường môn. Nếu lúc đó ta không hành động thì đoạn thiên tường cũng sẽ ra tay. Ta làm vậy thì có gì là không đúng chứ? Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hiện trường lại sôi trào một mảng. Điều này đồng nghĩa với việc Hoa Thiên Hải đã thừa nhận hết thảy. Thì ra, Hoa Thiên Hải thật sự là người như vậy. Nhất đạo chân nhân cùng với đám người lương thành chủ thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu, trong mắt đều là thất vọng. Liên minh này không đáng để bọn họ tiếp tục gia nhập nữa. Sự thật được phơi bày, hiện trường lại một lần nữa sôi trào giận dữ. Rất nhiều người cảm thấy bọn họ đã bị lừa dối. Lòng tin của cường giả Ngũ Phương Mang Nguyên cũng vì thế mà sụp đổ. Nhục tẩu thí huynh. Đây là điều mà ngay cả cầm thú cũng không làm được. Vậy mà Hoa Thiên Hải lại không chút ăn năn hối cải. Tiểu tử, cho dù ngươi có mang đoạn thiên tường tới đây thì sao chứ? Đoạn thiên tường này không mạnh bằng ta. Nửa điểm uy lực cũng không có. Cho dù hắn có nói ra chân tướng sự việc. Thì như thế nào hắn cũng chẳng thể làm gì nổi ta đâu. Hoa Thiên Hải lạnh giọng nói. Người sai rồi, ta căn bản không tìm đoạn thiên tường tới đây. Phan Lâm lắc đầu nói. Ý của ngươi là... Hoa Thiên Hải bất giác giật mình. Nhưng đoạn thiên tường đột nhiên đưa tay lên lau mặt. Một tầng bùn đất liền rớt xuống, lộ ra khuôn mặt của ngư sơn thủy. Dịch dung sao? Hoa Thiên Hải ngần người nhìn chân chối thảo dược của tịch diệt vực quả nhiên là mạnh hơn bên ngoài rất nhiều ngay khi đối đầu với ngươi ta cũng đã dự liệu trước ngươi chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận cho nên mới cố ý làm ra một chiếc mặt nạ ra người phòng theo dáng vẻ của đoạn thiên tường sau đó đưa cho thuộc hạ của ta trong thời khắc mấu chốt sẽ dùng thân phận của đoạn thiên tường để vạch trần bộ mặt thật của ngươi hiện tại thì xem ra hiệu quả cũng không tồi đâu hỗn đảm Hoa Thiên Hải giận tím mặt, đỉnh đầu như muốn bốc khói vậy. Lúc này một lượng lớn cường giả của ngũ vương băng nguyên cũng đã đuổi tới. Đám đồng nháy mắt đã vây chặt Phan Lâm. Đại nhân! Ngư Sơn Thủy vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì lúc này cũng chỉ như muối bỏ biển. Xung quanh có hơn chục cường giả của ngũ vương băng nguyên. Kẻ nào kẻ nấy thực lực đều có thể sánh ngang với Ngư Sơn Thủy. Lấy một địch hai đã là cực hạn rồi muốn chống lại tất cả những người này e rằng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày thôi giết cho ta giết giết chúng nghiền xương thành cho đuổi tận giết tuyệt hòa thiên hải gầm lên mang theo cường già nhào về phía văn lâm bốn phía cường già nhất hồ bách ứng toàn bộ đều tấn công về phía văn lâm cùng với ngư sơn thủy áp lực của hai người phút chốc đã tăng lên gấp bội Ánh mắt của Phan Lâm ẩm lãnh, không chút chần chừ thôi động tịnh thế Bạch Liên, trực tiếp phát động năng lượng thăng thiên vào trong nó. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, dừng lại! Thanh âm vừa rơi xuống đất, lập tức thấy hơn chục thân ảnh, đằng không mà tới, đứng chắn trước mặt Phan Lâm cùng với Ngư Sơn Thủy. Thoạt nhìn liền nhận ra, đó chính là Lương Thành Chủ cùng với một số thế lực khác về mặt của mỗi người đều là mười phần nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, vừa đăng tràng đã phóng suốt toàn thân kinh lực, bộ dạng sẵn sàng động thủ. Các người cũng muốn đối đầu với ta sao? Còn không mau cút đi cho ta! Hòa Thiên Hải quát lạnh. Hoa Trường Môn, ngài hãy bình tĩnh lại. Người này ngài không thể giết được đâu. Mặt của Lương Thành Trù không nổi sắc nói. Lương Thị Phi, ý của người là sao đây? Hoa Thiên Hải lạnh giọng hỏi. Hoa Trường Môn không phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao với tôi thì đúng là đúng mà sai là sai tiểu huynh đệ này không làm gì sai hết ngược lại còn là một chính nhân quân tử cho nên đại lương thành tôi sẽ bảo vệ tiểu huynh đệ này mong hoa trưởng môn dơ cao đánh khẽ đừng làm tổn hại đến tính mạng của hắn ta còn chuyện liên quan tới ngài lương thị phi tôi cũng sẽ không để ý tới nữa lương thành chủ vô cảm nói <laughs> Chỉ là một cái đại lương thành cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Người có tin sau khi ta tiêu diệt bọn chúng thì người tiếp theo sẽ là người không? Trong mắt của Hoa Thiên Hải đã tràn đầy dự tợn, sát ý bắn ra bốn phương tám hướng. Đạo hữu Hoa Sa, lời nói này của ngươi quá độc đoán rồi. Ta không hề muốn xen vào chuyện cá nhân của ngươi, cũng không có khả năng xen vào. Nhưng ta nhất định phải bảo vệ vị tiểu huynh đệ này, không vì ai khác, cũng không vì điều gì khác, chỉ vì cái gọi là công đạo là chính nghĩa. Nhất đạo chân nhân cũng lên tiếng nói, không phải bọn họ không muốn đánh giá hoa thiên hải, mà là vì bọn họ thật sự không có năng lực, cho nên việc mà bọn họ có thể làm lúc này chính là ra sức bảo vệ Phan Lâm. Hô hấp của Hoa Thiên Hải siết chặt lại, nhìn về phía đám đông, đồng thời hỏa diễm trong mắt càng ngày càng thỉnh. Trưởng môn, không thể vọng động, những thế tộc này thực lực hùng hậu, nếu như đại khai sát rơi, có thể chúng ta sẽ thắng, nhưng có thắng thì cũng rất thê thảm. Không bằng chúng ta hãy thả bọn chúng đi đi. Lúc này, một vị trưởng lão của ngũ phương băng nguyên tiến lại trầm giọng nói. Nếu không có Phan Lâm, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng Phan Lâm có mặt ở đây còn thể hiện sức mạnh sánh ngang với Hoa Thiên Hải, cho nên phiền phức mang lại không nhỏ. Trong đám thế tộc này còn có hai vị trưởng môn, sao dám khinh thường chứ? Ngũ phương bằng huyền vẫn còn một lượng lớn cường giả liên minh, nhưng hiện tại vẫn bọn họ đang lưỡng lự, không biết có tham gia đủ hay không. Thả bọn họ đi sao? Vậy thì mặt mũi của ngũ vương băng nguyên chúng ta sẽ như thế nào đây? Nếu tin tức này truyền ra ngoài thì chẳng phải ta sẽ bị thiên hạ chế nhạo hay sao? Hòa thiền hải nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng môn bớt giận, hiện tại thế cục của tịch diệt vực dối ghen thiên thần điện là mục tiêu chính trí chí bảo của trí tôn thần mộ hiện thế giờ khắc này sóng gió nổi lên chúng ta phải bảo toàn thực lực mới có thể nắm lấy cơ hội để ngũ vương băng nguyên tiến thêm một bước nếu như chúng ta cứ mãi ở đây chém giết hành động theo cảm tính một khi hao tồn quá nhiều tồn hao sức mạnh chung đến lúc đó chúng ta làm sao có thể đối đầu với thiên thần điện đây làm sao có thể chiếm được lợi thế tốt nhất trường môn chẳng lẽ ngài không muốn bảo vật của trí tôn thần mộ sao người không muốn đoạt được lợi ích từ thiên thần điện hay sao lời này của đại trưởng lão có thể nói là đã cảm hóa được trái tim của hoa thiên hải ông ta mím môi dưới im lặng một lúc sau đó khàn giọng nói vậy ông muốn như thế nào đây thả bọn họ đi đi đại trưởng lão thẳng thắn nói thả đi sao? Hoa Thiên Hải làm sao có thể cam lòng? Hôm nay thả đám người này đi, thì ngày sau hắn đâu còn mặt mũi nào để gặp người nữa chứ? Đường Đường là chi chủ của Ngũ Vương Băng Nguyên, nhưng lại trở thành trò cười cho kẻ khác. Nhưng thế cuộc trước mắt, nếu như hắn không buông tha cho Phan Lâm cũng không được. Nếu dốc hết toàn lực của Ngũ Vương Băng Nguyên để đấu lại với Phan Lâm, cho dù có thắng thì kết quả cũng sẽ khiến cho Hoa Thiên Hải hắn khó lòng chấp nhận. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thiết quyền gắt cao nắm chặt, trong mắt hiện rõ căm hận. Nhưng trung Quy thì lý trí vẫn chiến thắng. Hắn vung tay lên, cường giả của ngũ phương băng nguyên ở bốn phương tám hướng, đồng loạt rút lui về phía sau mấy bước. Nhất đạo chân nhân, lương thành chủ, nếu như các vị đã nói như vậy, bồn tôn không nể mặt chư vị thì không được. Hôm nay nếu bồn tôn không tha cho tiểu tử này thì chư vị lại nói bàn trường môn hẹp hòi hoa thiên hải gầm nhẹ nói không ai biết ông ta đã hạ quyết tâm lớn đến thế nào và phải dùng bao nhiêu công sức để nói ra những lời này nhưng mọi người đều biết rằng nếu như hoa thiên hải để phan lâm rời đi thì sau này thể diện của hoa thiên hải sẽ không còn nữa nhưng ông ta lại không thể có sự lựa chọn nào khác nhất thời rất nhiều cường giả có mặt tại hiện trường đều thầm chế nhạo trên mặt đầy vẻ diễu cợt nghiền ngẫm Hoa Thiên Hải tức giận nhìn chằm chằm về phía Hoa Phi Phi và Phan Lâm, trong mắt lộ rõ sát ý cùng với oán hận ngập trời, nhưng ông ta lại không nói thêm một lời nào khác. Chuyện đã đến nước này, cho dù ông ta có nói gì thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế, cho nên ông ta chỉ xoay người hóa thành một tia sáng lao thẳng về phía thiên ca. Hiện trường lại một lần nữa rộ lên tiếng kinh hô, con người không thể hiểu nổi có người không cam lòng, còn có không ít người chế nhạo coi thường nữa. Đường đường là chi chủ của ngũ phương băng nguyên mà lại như vậy. Chẳng trách, ngũ phương băng nguyên chỉ đứng hạng chót trong thế lực siêu bá chủ. Hiện tại, xem ra là cũng có nguyên do. Một tướng vô năng, tam quân kiệt quệ. Đúng vậy, thanh âm nhỏ vụn vang lên không dứt. Không ít người của ngũ phương băng nguyên nghe được thì đều bất bình, tức giận nhưng Hoa Thiên Hải còn không truy cứu thì bọn họ có thể làm được điều gì đây? Kết quả là đám người cũng chỉ có thể ôm theo một bụng tức giận mà rút lui về phía ngũ phương mang nguyên. Tiểu huynh đệ, tôi thấy hiện tại anh cũng tạm an toàn rồi. Nhất đạo chân nhân xoay người lại, gật đầu nói với Phan Lâm. Đa tạ đạo trường cùng chư vị đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Phan Lâm ôm quyền nói. Tiểu huynh đệ, khách khí rồi, Kỳ thật, chúng tôi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu không có chúng tôi, bằng với thực lực phi phàm của tiểu huynh đệ đây, thì cho dù không có chúng tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì." Nhất đạo chân nhân cười nói. "Không sai, thực lực của Lâm đại nhân quả nhiên là khiến cho người người thán phục, không hổ danh là người bước ra từ bên trong trí tôn thần mộ." Lương thành chủ cũng ôm quyền cười nói, nếu như không phải Phan Lâm có thể chống lại Hoa Thiên Hải, thì bọn họ chưa chắc đã có lá gan đứng ra để đối đầu với Hoa Thiên Hải như vậy. Mà Hoa Thiên Hải buộc phải rút lui, chủ yếu cũng bởi vì hắn không có hiểu rõ thực lực của Phan Lâm. Nếu như dốc toàn lực vây công, lấy ngũ phương băng nguyên diệt sát Phan Lâm, tất nhiên sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ngày hôm nay, các thế tộc đều đứng về phía Phan Lâm. Đây cũng là một lực lượng không hề nhỏ hoa thiên hải tự nhiên cũng không muốn bỏ ra cái giá quá lớn cho vấn đề này chư vị đã quá khen rồi phan lâm cười nhạt lâm đại nhân tuy rằng lần này chúng tôi nguyện ý đứng ra nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn đi theo bên cạnh bảo vệ ngài cho nên vẫn mong ngài hãy mau chóng rời đi đừng ở lại nơi này quá lâu lương thị phi lại một lần nữa mở miệng nói phan lâm gật đầu tự nhiên cũng hiểu được ý trong lời nói của lương thị phi Hoa Thiên Hải chắc chắn sẽ không từ bỏ việc diệt sát Phan Lâm. Hắn đang chờ đợi. Hắn không tin đám người nhất đạo chân nhân và Lương Thị Phi sẽ một mực đi theo bên cạnh Phan Lâm. Chỉ cần những thế tộc này rời đi, Phan Lâm trở lại đơn thương độc mã, thì hắn sẽ lại dẫn người công sát tiêu diệt Phan Lâm một lần nữa. Chư vị, sau này các vị có tính toán gì không? Phan Lâm hỏi. Nơi này không hợp với lý tưởng cao cả của tôi chúng tôi cần tìm những người thực sự suy nghĩ cho lý tưởng của tịch diệt vực ngũ phương băng nguyên chỉ là một đám ích kỷ vụ lợi chúng tôi đã sớm muốn từ bỏ liên minh này lần này xem như mượn cớ của lâm đại nhân chúng tôi sẽ dẫn người rời đi tôi cùng với nhất đạo chân nhân đã sớm bàn bạc sau khi rời khỏi băng nguyên chúng tôi sẽ đến lôi trạch thiên các gia nhập liên minh của thiên các trung phạt thiên thần điện một số người cười nói lôi trạch thiên cát sao? ánh mắt của phan lâm khẽ nhúc nhích nhưng rất nhanh đã lộ ra nụ cười. đó cũng là một lựa chọn tốt. lâm đại nhân, ngài có thực lực như vậy, ngài nói trước đây ngài cũng từng liên thủ với lôi trạch thiên cát. tại sao chúng ta không cùng tiến về lôi trạch thiên cát, cùng nhau chiến đấu? lương thị phi mỉm cười nói: không cần đâu, lương thành chủ, tôi còn có một số việc phải làm, sợ là sẽ không thể đến đó trong một sớm một chiều được cho nên chư vị cứ đi trước đi. Phan Lâm ôm Quyền nói, ánh mắt của Lương Thị Phi lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, đành ôm Quyền làm lễ. Vậy thì Lâm đại nhân xin cáo biệt, tạm biệt. Trải qua việc lần này, Ngũ Phương băng Huyền cũng sinh ra một biến động rất lớn, rất nhiều thế tộc đã nhân cơ hội của Phan Lâm mà rời khỏi liên minh. Dù sao thì Liên minh băng nguyên cũng phân đủ loại khác biệt 369. Những thế tộc nhỏ cũng chẳng muốn đi làm pháo hôi cho nên cũng tranh thủ mà rời đi. Ban đầu, ngũ vương băng nguyên còn cố sức để ngăn cản, nhưng khi càng ngày càng có nhiều gia tộc rời đi thì bọn họ cũng chỉ còn cách từ bỏ. Trong đại sảnh, chiếc ghế băng bị đá văng xuống bậc thềm, rơi xuống dưới sảnh, chia năm xẻ bầy. Thiếu xuyên vừa bước vào thấy cảnh này cả người đều tái mặt, không dám ngẩng đầu lên. Bái kiến trường môn, trường môn bớt giận. Xin trưởng môn bớt giận. Thiếu xuyên quỳ dạp xuống, cung kính la lên. Một đám vô năng. Hoa thiền hải nắm chắc chiếc đèn thủy tinh bên cạnh, ném mạnh về phía thiếu xuyên. Cây đèn trắng men nhanh chóng đập vào người của thiếu xuyên, khiến nó vỡ nát. Mặt của thiếu xuyên cũng nhanh chóng dính đầy dầu loang, trông đến là chật vật. Ta hạ lệnh cho người đi giết đoạn thiên tường, Người lại đi đâu? Ngược lại, để cho hắn dịch dung mà trở về lừa ta. Người có phải là phế vật hay không chứ? Hòa thiền hải tức giận gầm lên. Thiếu xuyên chỉ biết dập đầu xuống đất, khàn giọng giải thích. Trường môn, thuộc hạ cũng nghe lại của người đến trường hồ giết đoạn thiên tường. Nhưng khi đến nơi thì không hề thấy đoạn thiên tường ở đó, trong khi lại gặp thủ hạ của Phan Lâm trở sẵn càn đường. Chờ sau khi giải quyết xong tên thuộc hạ đó quay trở lại thì ngài đã... Các người đông người như vậy nhưng lại không thể đối phó được một thủ hạ của tên Phan Lâm đó sao? Hoa Thiên Hải lạnh giọng quát. Trường môn bớt giật, tên kia đã được phục dụng đan dược trở nên rất mạnh. Theo thuộc hạ thấy thì đan dược hắn phục dụng có phẩm cấp cực cao cho nên thực lực của hắn cũng được cường hóa trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời chúng thần không thể bắt hắn lại được. Đủ rồi, các người đừng bào chữa cho sự yếu kém bất lực của mình nữa. Hoa Thiên Hải lại một lần nữa gầm lên. Thiếu Duyên nghe vậy thì vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám phát ra tiếng động. Chuyện này không thể cứ như vậy mà cho qua. Nghe đây, lập tức phái người theo dõi tên tiểu tử Phan Lâm đó và đứa con gái bất hiếu vi vi kia. Ngay khi người của Đại Lương Thành rời đi, chúng ta sẽ lập tức hành động. Ta nhất định sẽ băm tên Phan Lâm đó ra làm trăm mảnh khiến hắn vạn kiếp không thể siêu sinh. Hoa thiên Hải trầm giọng gầm lên, oán hận trong mắt hệt như vực sâu cửu u, khiến cho người đối diện cảm thấy kinh hãi tuyệt luân. Trường môn yên tâm, tên phàn lầm đó nhất định sẽ trốn không thoát, chỉ là... Chỉ là sao? Hoa thiên Hải lạnh lùng nhìn thiếu xuyên. Chỉ là... Trường môn, hiện tại đã có hơn 20 thế tộc rời khỏi liên minh, đội tiên phong được chỉ định đã rời đi đến 7-8 phần rồi. Thiếu xuyên do dự, cẩn trọng nói. Cái gì? <laughs> một đám tham sống sợ chết. Đám xác rời đó cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Chỉ cần thế tộc chủ lực vẫn còn, thì bọn chúng muốn đi, cứ để cho chúng rời đi thôi. Trường môn, hiện tại đội tiên phong đã tan rã thành từng mảng. Ngài có muốn tập hợp sức mạnh của những thế tộc hạng trung xuống đội tiên phong không? Thiếu xuyên một lần nữa ôm quyền hỏi. Không cần. Hoa thiên hài mặt không đổi sắc nói bọn họ đã nguyện ý ở lại liên minh. Căn bản không có mấy người là chân tâm thật ý giúp ta đi đánh thiên thần điện. Những thế tộc này đều muốn dành chỗ tốt để mưu cầu lợi ích. Nếu phái bọn họ lên làm quân tiên phong, e rằng bọn chúng sẽ giống như những thế tộc trước, sẽ lại một lần nữa bỏ chạy tán loạn. Trưởng môn, vậy nếu không có quân tiên phong thì... thì chúng ta sẽ tấn công thiên thần điện như thế nào đây? Thiếu xuyên sừng sốt hỏi. Hoa Thiên Hải suy nghĩ một lát, sau đó đi tới đi lui, rồi quay đầu trầm giọng nói. Cái này bồn tôn sẽ tự có sắp xếp. Ta hỏi người, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu thế tộc gia nhập liên minh? Trong hai ngày qua, số lượng thế tộc tham gia liên minh đã giảm đi đáng kể. Vậy thì không nên chờ đợi nữa. Mau truyền lệnh của ta xuống, lập tức tập hợp đội ngũ. Ba ngày sau, liên minh của chúng ta sẽ chính thức xuất phát, tiến về phía thiên thần điện. Tuân mệnh. Phan Lâm không ở lại ngũ vương băng nguyên quá lâu. Anh dẫn theo Hoa Vi Vi đi về hướng Vu Gia rời đi. Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh cũng cất bước theo sau bọn họ. Không ngờ Hoa Thiên Hải lại nhát gan như vậy. Thật sự hắn đã lựa chọn rút lui. Ngư Sơn Thủy nhổ nước miếng, có chút khinh thường nói. Cũng chẳng còn cách nào khác. Đại nhân của chúng ta nhận được sự hỗ trợ đắc lực của hơn chục thế tộc. Lúc đó hắn cũng không thể không từ bỏ nếu đánh nhau với chúng ta thì có thể hắn cũng sẽ không giành được thế thượng phong nếu như không thể làm gì được chúng ta thì chi bằng rời đi sớm có lẽ sẽ đỡ mất mặt vương nhất thánh cười nói trưởng môn của thế tộc siêu bá chủ thì ra cũng chỉ đến như vậy ngư sơn thủy liên tục lắc đầu ngay khi những lời này vừa rơi xuống đất hoa vi vi đang đi phía trước liền đột ngột dừng lại ngư sơn thủy sửng sốt vương nhất thánh thấy vậy lập tức liếc hắn một cái sau đó cười nói hoa tiểu thư khinh đệ này của tôi có hơi lắm miệng nếu như có chỗ nào mạo phạm đến cô thì mong cô hãy bỏ qua cho chúng tôi không có chi tôi cũng không quan tâm đến điều đó hoa vi vi lắc đầu sau đó nhìn về phía phan lâm bối rối nói lâm tiên sinh tôi nghĩ chúng ta nên chia tay ở đây thôi tôi cần phải trở về trở lại ngũ phương băng nguyên sao dù sao thì đó cũng là nhà của tôi biết vậy nhưng tôi nghĩ cô không nên quay lại đó với tính khí của cha cô thì ông ta có thể sẽ không hiểu và bỏ qua cho cô đâu. Nếu nhẹ thì cô sẽ bị trừng phạt thể xác, nhốt lại trong nhà lao, còn nếu nặng thì có thể hắn sẽ giết chết cô mất. Phan Lâm nhẹ giọng nói, một người đàn ông có thể làm nên những chuyện bị ổi như vậy với chính huynh đệ ruột của mình, với đại tàu của mình, thì còn điều gì khiến hắn kiêng kỵ nữa, điều gì mà hắn không thể làm chứ? Hơn nữa, trong cuộc đối đầu ngoài băng nguyên kia, Hoa Thiên Hải đã hơn một lần tỏ thái độ muốn giết Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi mím môi dưới, đôi mắt mùa thu gợn lên một tia u ám. Nhưng nếu như không trở lại ngũ phương băng nguyên, thì còn có thể đi đâu đây? Tịch diệt vực này có nơi nào để cho cô ta dung thân đây? Hoa Tiểu Thư, đừng lo lắng. Dù sao thì cô và Hoa Thiên Hải cũng vẫn là cha con. Một thời gian nữa, cô hãy sắp xếp thời gian, tìm một nơi riêng tư, chờ hắn ta hết giật, Cô lại trở về thì sẽ tốt hơn rất nhiều, Phan Lâm cười nói. Hoa Vi Vi trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đây là sự thật. Cô cũng hiểu rõ tính cách của cha mình, tuy rằng trước đó ông ta muốn giết cô, nhưng suy cho cùng thì đó là lúc nóng giận. Chờ một thời gian nữa cơn giận của ông ta giảm bớt, cô mới quay về thì khẳng định sẽ tốt hơn so với hiện tại rất nhiều. Lâm Đại Nhân Đoàn người đi được khoảng một giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đã gặp được người của Vu Sa đang dừng lại tại một thôn trang nhỏ vắng vẻ. Ái nhiễm thấy Phan Lâm liền tiến lên phía trước, nhào vào trong vòng tay của Phan Lâm, khóe mắt ửng hồng ngấn lệ. Cô ta không nói chuyện, tất cả mọi người cũng đồng loạt không lên tiếng. Mọi người vẫn ổn chứ? Phan Lâm cười khổ, vỗ vỗ vai của ái nhiễm nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người vẫn tốt, ái nhiễm khẽ run giọng nói ngẩng đầu lên đôi mắt đã ửng đỏ phan lâm không rõ đến cùng thì cô ta đã sợ hãi như thế nào nhưng bằng hữu của ái nhiễm đã không còn muốn che đậy nữa hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của phan lâm vừa định mở miệng nói gì đó thì lúc này vu trấn thiên đã tiến lên phía trước bình thản hỏi lâm tiên sinh người của ngũ phương băng nguyên không đuổi theo chúng ta sao không có sau khi chúng ta công bố sự thật thì rất nhiều người trong liên minh đã đứng về phía công lý họ không tin hoa thiên hải mà đứng lên bảo vệ húc chúng ta hoa thiên hải không dám khiêu chiến nên tạm thời đã từ bỏ phạt lâm cười nói vậy sau này không phải hắn sẽ lại đuổi theo truy sát chúng ta sao chúng ta mau đi thôi không nên ở lại nơi này quá lâu vụ gia chủ hiện tại ông muốn đi đâu có nơi nào tốt hơn sao lâm tiên sinh hay là chúng ta gia nhập lôi trạch thiên cát Nghe nói lôi trạch thiên các đối xử với người trong liên minh rất công bằng. Có lẽ so với hoa thiên hải thì người của lôi trạch thiên các tốt hơn nhiều. Vũ Trấn Thiên mở miệng nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, Phan Lâm chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó lại lập tức lắc đầu. Tôi không đồng ý việc đi đến lôi trạch thiên các. Vì sao? Vũ Trấn Thiên sửng sốt. Mấy vị cao tầng khác của Vu Gia cũng đều kinh ngạc sững sờ. Hiện tại, nương tựa vào lôi trạch thiên các rõ ràng là phương án tốt nhất dù sao thì lôi trạch thiên cát cũng có danh tiếng không biết so với đám ô hợp ngũ vương băng nguyên mạnh hơn biết bao nhiêu lần xét về thực lực thì lôi trạch thiên cát cũng là một siêu cường cao thủ như vậy nhiều pháp khí cho dù không dựa vào liên minh thì vẫn có thể chính diện khiêu chiến với thiên thần tiệt phan lâm lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói tôi đã từng tiếp xúc với lôi trạch thiên cát những thế tộc siêu bá chủ trong tịch diệt vực này kỳ thật đều cùng một loại người thôi trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích gia tộc. Có lẽ lôi trạch thiên cát tốt hơn nhiều so với ngũ phương băng nguyên. Nhưng theo cá nhân tôi thấy thì nếu gia nhập lôi trạch thiên cát không bằng chúng ta tự mình đi thảo phạt thiên thần điện thì tốt hơn. Tự mình thảo phạt sao? Vũ Trấn Thiên giật mình hỏi lại. Lâm Đại Nhân, chúng ta làm sao có thể thảo phạt thiên thần điện đây? trước mắt thiên thần điện thì vu gia của chúng ta còn không bằng con sâu cái kiến chúng ta thực lực yếu kém nên chỉ có thể gia nhập vào một liên minh nào đó bệnh thành một khối thì mới có cơ hội để chiến thắng thiên thần điện nói không sai lâm đại nhân hiện giờ thiên thần điện đã không còn như trước nữa hiện tại thiên thần điện đã có cường giả đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên những người như chúng ta đối đầu với cảnh giới lục địa thần tiên sợ rằng sẽ không thể sống nổi đâu theo tôi thấy thì gia nhập liên minh sẽ an toàn hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Người của vu gia nhao nhao lên tiếng. Phan Lâm nhíu mày. Ái nhiễm cũng hử lạnh một tiếng nói. Các người vẫn còn chưa rút ra được bài học sao? Nói là gia nhập liên minh, nhưng khi tham gia vào ngũ phương băng nguyên thì như thế nào đây? Nếu không có Lâm Tiên Sinh kịp thời ra tay giúp đỡ, vậy thì chúng ta có lẽ đã bị ngũ phương băng nguyên diệt tộc rồi. Nếu như không chết vì bị chèn ép, thì cũng sẽ chết vì bị chúng đưa ra chiến trường làm quân tiên phong, làm bia đỡ đạn, chết không có chỗ chôn. Bây giờ Lâm Tiên sinh cho các người cơ hội, các người lại còn ngu xuẩn ngoan cố. Nếu như lôi trạch thiên các cũng kêu các người đi làm bia đỡ đạn, vậy thì các người sẽ định như thế nào đây? Ái nhiễm nói một chàng khiến cho đám đông á khẩu không trả lời được. Các người không cần phải nhiều lời thêm nữa. Bản gia chủ đã có quyết định, trên dưới vu già đều sẽ như thiên lôi nghe theo Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân chỉ đâu đánh đó, chúng tôi sẽ nhất mực nghe theo Lâm Đại Nhân. Tuyệt đối không dị nghị phản kháng. Vũ Trấn Thiên trầm giọng nói, đám đông bất giác im lặng, toàn trường đã không còn tiếng động nữa. Vũ gia chủ, tôi không thích ép buộc người khác làm theo ý mình. Nếu như trong số các người ai muốn đến lôi trạch thiên các, vậy thì cứ đi đi, còn ai không muốn đến đó thì đi theo tôi. Phan Lâm nói. Lâm tiên sinh, ý của ngài là... Vũ Trấn Thiên một mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tôi sẽ để Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy truyền tin khắp tịch diệt vực, kêu gọi thành lập liên minh, công kích thiên thần điện. Phan Lâm trầm giọng nói, Ngài đứng ra thành lập liên minh sao? Vũ Trấn Thiên sững sờ, thành lập liên minh nhất định phải là gia tộc siêu thống lĩnh cầm đầu thì mới có tư cách. Phan Lâm chỉ là một ngoại nhân, sao có thể tổ kiến liên minh đây? Sẽ có người tham gia vào liên minh của bọn họ hay sao? Cho dù trong lòng đầy hoang mang, nhưng Vũ Trấn Thiên cũng không lập tức từ chối, mà chỉ lặng lẽ làm theo mệnh lệnh. Phan Lâm, nếu thành lập liên minh, thì chúng ta phải tìm một địa điểm thích hợp, không những để ẩn náu mà còn để chúng ta bàn bạc đối sách tác chiến. Ái Nhiễm nói, Phan Lâm suy tư một lát, sau đó từ tốn lên tiếng. Chúng ta sẽ đặt trụ sở tại Thanh Huyền Tông. Các người hãy mau truyền tin trong tịch diệt vực. Còn những người khác, theo tôi về Thanh Huyền Tông chờ đợi các thế tộc đến để tham gia. Được. Vậy liên minh của chúng ta sẽ định công phạt thiên thần điện vào lúc nào đây? Trước mắt thì vẫn chưa ấn định ngày tháng cụ thể, nhưng ngay khi liên minh được thành lập thì chúng ta sẽ thương lượng vấn đề này. Tôi nghĩ cũng không nên trì hoãn quá lâu. Cứ chủ trừ do dự, kéo dài thời gian càng lâu thì thiên thần điện lại càng có thời gian để tìm cách đối phó. Phan Lâm lắc đầu. Chuyện đó tính sau đi, hiện tại chúng ta đi thành huyền tông trước. Rõ. Sau khi vực quyết kết thúc, tông chủ Thanh Huyền Tông là Triệu Giang đã mang theo đám đệ tử cùng với Nam Phong rời khỏi Thanh Huyền Sơn. Lo sợ bị thiên thần điện trà thù, họ cũng đã ẩn mình một thời gian tại Vu Sa. Kể từ khi Thánh quân Diệp Viêm phá cảnh tiến vào lục địa thần tiên, Triệu Giang mới dám đưa người trở về Thanh Huyền Sơn. Ông ta đã hết hy vọng. Định nhân đã đạt đến cảnh giới đó thì cũng chẳng khác gì thần thánh bọn họ có trốn đi đâu thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chi bằng cứ quay về Thanh Huyền Sơn, cho dù có chết thì chí ít cũng có thể chết ở nơi gọi là quê cha đất tổ. Khi Phan Lâm mang theo người của Vu Sa tiến về Thanh Huyền Sơn thì Triều Giang đã vô cùng kinh ngạc. Nhà đầu, sao cô lại ở đây? Không phải Vu Gia các người đã tới ngũ phương băng nguyên sao? Tổng chủ Thanh Huyền Tông sừng sốt hỏi. Sư Tôn, chuyện này rất dài, để sau hãn nói đi, ngài xem ai đến kìa. Lâm Đại Nhân sao? Tổng chủ Thanh Huyền Tông vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên hành đại lễ. Tổng chủ, khách khí rồi. Phan Lâm đỡ Tông chủ Thanh Huyền Tông đứng dậy, sau đó mới nói ra toàn bộ ý định của mình. Tổng chủ Thanh Huyền Tông nghe được kế hoạch của Phan Lâm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, phải mất một lúc sau mới có thể lấy lại được tinh thần. Lâm Đại Nhân, quả nhiên là người tài cao gan lớn. Tổng chủ Thanh Huyền Tông ngây người nói. Trong khoảng thời gian này, tôi lại phải làm phiền tông chủ rồi. Lâm đại nhân khách khí rồi, nếu như ngài đã quyết định như vậy, thì tôi sẽ lập tức đi thu xếp. Được, Phan Lâm gật đầu nói. Không bao lâu sau, Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh đã truyền tin tức đi khắp tịch diệt vực. Quả nhiên rất nhanh đã có người hưởng ứng. Thành chủ Thánh Nam Ly nghe tin, lập tức dẫn quân đến núi Thanh Huyền. Ngoài ra, Vân Khiếu Sơn Tràng cũng phái sở thu cùng một đám cường giả tới hỗ trợ Phan Lâm đám đông vui mừng khôn xiết. Thành Nam Ly dù sao cũng là một thế tộc bá chủ, có thành Nam Ly tọa chấn, liên minh của bọn họ ít nhất cũng đã có khốc dễ ban đầu. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng liên minh của Phan Lâm sẽ chính thức được ra đời, thì thực tế lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. Bởi vì ngoài thành Nam Ly cùng với đám người vân khiếu sơn trang ra, không còn bất kỳ một thế tộc nào đến hưởng ứng cùng với bọn họ nữa dường như không một ai để ý đến cái gọi là liên minh Thanh Huyền này. Sở dĩ Thánh Nam Ly cùng với Vân Khiếu Sơn Trang tới tham gia liên minh Thanh Huyền cũng là bởi vì trước đó có giao hảo tốt với Văn Lâm nên cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng những người khác thì không như vậy. Ngay cả Tề Phượng Sơn và Độc Cô Thế Gia, trước đó mặc dù giao tình không cạn, nhưng lúc này cũng không có tới. Bởi vì đi theo liên minh lớn thì mới có thịt để mà ăn lần này thảo phạt thiên thần điện có đến mấy trăm thế tộc hưởng ứng thiên thần điện bị đánh hạ chỉ là chuyện sớm muộn cho nên những tài phú vô số kia tất nhiên cũng sẽ phải bị chia đều cho các liên minh mà liên minh lớn thì sẽ có phần hưởng lợi trước còn loại liên minh nhỏ lẻ và ít danh tiếng như của phan lâm có miếng canh uống đã là may rồi làm gì còn ai muốn gia nhập liên minh như vậy ông xã đừng lo lắng cho dù không có ai tới thì Nam Ly Thành của chúng ta nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Hạnh Nhi cũng sẽ luôn kề vai sát cánh bên anh. Thấy Văn Lâm ngồi một mình trên tảng đá trước cổng lớn của Thanh Huyền Tông, Nam Hạnh cảm thấy không đành lòng liền bước tới an ủi. Phan Lâm dững người một lúc, sau đó mới địch thần lại, liền bắt gặp khuôn mặt của Nam Hạnh. Nam Hạnh là cô gái có nước da màu lúa mì chắc khỏe, có vẻ hôm nay vì gặp Văn Lâm mà đã đặc biệt trang điểm đôi chút, nhưng vì ít khi trang điểm nên trông cô ta có vẻ hơi gượng gạo. Nam Hạnh, tôi thấy cô vẫn nên để mặt mộc thì hơn. Đừng có trang điểm như thế này, trông thật không giống cô chút nào hết. Phan Lâm giờ khóc giờ cười nói. Nam Hạnh sững sờ đôi chút, hai má ửng hồng ngượng ngùng nói. Tôi không biết trang điểm, nếu như ông xã đã không thích thì về sau tôi sẽ không trang điểm nữa. Ừm, uhm, chuyện này phan lâm cũng biết việc sửa lại cách xưng hô của nam hạnh không phải là một sớm một chiều nên cũng lười phản ứng chỉ nói kỳ thật tôi cũng không lo lắng sẽ không có người tham gia liên minh theo tôi thấy thì số lượng không phải là quan trọng nhất chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là đủ rồi phan lâm bật cười ông xã nếu đã như vậy thì tại sao anh lại ngồi đây một mình không phải chờ đợi những thế tộc đó đến gia nhập liên minh hay sao nam hạnh hoang mang hỏi lại phan lâm lắc đầu đáp chỉ là ở đây sạch sẽ, cho nên tôi mới ngồi suy nghĩ chút chuyện thôi. Vậy anh đang suy nghĩ điều gì? Đương nhiên là đang suy nghĩ phương án tấn công thiên thần điện rồi. Trong mắt Phan Lâm xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Lần này nhất định anh phải trừ diệt thánh quân Diệp Viêm để tránh những rắc rối về sau. Anh lấy từ trong người ra một tấm họa đồ. Đây là họa đồ do Thánh Nam Ly giao cho anh, rất quý giá. Chính là bản đồ địa hình xung quanh thiên thần điện, nghe nói lôi trạch thiên cát đã phân phát bức họa đồ này cho tất cả các thế tộc siêu bá chủ tham gia liên minh có bức họa đồ này thì công phạt sẽ đơn giản và chính xác hơn rất nhiều không thể không nói lôi trạch thiên cát nổi danh đến trình độ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân và sau đó thì là thế lực mà các thế tộc khác không thể so sánh được nhưng mà càng như vậy thì văn lâm lại càng không coi trọng lôi trạch thiên cát bởi những điều họ làm thực sự là quá tốt, tốt đến nỗi đáng ngờ. Dựa trên những gì Phan Lâm biết về lôi trạch thiên cát, thì đây chính là một thế tộc siêu bá chủ có nhiều dạ tâm. Thứ bọn họ theo đuổi nhất định không giống với các thế tộc khác. Cô nói xem, lần này nếu chúng ta phát động công kích thiên thần điện, thì sẽ nên hành động từ hướng nào đây? Phan Lâm trải tấm bản đồ ra nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là từ phía đông nam rồi. Phía tây giáp biển có vách núi treo leo, không tiện để tấn công. Ba hướng còn lại đều có địa thế bằng phẳng. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này thì sẽ đến bình nguyên thiên thần. Lúc đó có thể phát động tấn công như thế trẻ trẻ. Nam Hạnh chân thành nói. Nói không sai. Tôi nghĩ các thế tộc khác hẳn là cũng sẽ có dự định như vậy. Chỉ là... Chỉ là tôi cảm thấy trong đây có ẩn tình gì khác. Phan Lâm trầm giọng nói. Ẩn tình sao? có cái gì mà kỳ quặc chứ nam hạnh hoang mang nhưng phan lâm cũng không có ý định giải thích chỉ ngón tay về phía tây của bản đồ nhàn nhạt, nhạt nói ngày đó chúng ta sẽ phát động tiến công từ hướng này ông xã anh điên rồi sao nam hạnh chết lặng chỉ cần nghe lệnh tôi là được rồi thế nhưng mà nam hạnh còn định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã chuyển đến lâm đại nhân lâm đại nhân bên ngoài có rất nhiều người tới bọn họ đều muốn gia nhập vào liên minh của chúng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông vừa vội vàng chạy tới, vừa thở gấp nói, thần sắc vô cùng kích động. Nghe nói như vậy, Nam Hạnh liền vui mừng khôn xiết. Phan Lâm cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức kêu Tông chủ Thanh Huyền Tông dẫn đường tới nơi đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 536 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.